Thưa quý vị, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại vô vàn tiếc thương cho nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư tận tụy làm việc, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng đến hơi thở cuối cùng. Bên cạnh những đóng góp lớn lao cho sự phát triển của đất nước, cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh của một người lãnh đạo, sáng ngời đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng của sự bình dị và cao quý. Bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gói bánh chưng cùng vợ và các cháu chụp tại nhà riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2019 được đăng trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ra mắt ngày 21 tháng 6 năm 2024 do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành. Tất cả đã hiện lên sự giản dị rất đỗi thân thuộc như chính con người và tính cách của Tổng Bí thư. Không chỉ trong cuộc sống thường ngày, mà trong suốt quá trình công tác, làm việc, dù ở cương vị nào, đồng chí Tổng Bí thư vẫn luôn giản dị, gần gũi như vậy. Trong ký ức của những người đã có thời gian làm việc với Tổng Bí thư, sâu đậm nhất là hình ảnh một đồng chí lãnh đạo mộc mạc và rất đối tình cảm, sống chan hòa với mọi người. Một cái con người mà cực kỳ giản dị, cực kỳ hòa đồng với anh em. Cứ đến giờ ăn cơm là anh xuống cái phòng ăn tập thể và cùng ăn cơm với lại anh em. Ta thấy một cái bộ quần áo côm lê mặc cả trong cái thời kỳ mà lên nhận cái chức Chủ tịch Quốc hội, rồi lại cũng mặc nó khi mà nhận chức Tổng Bí thư, tức là hàng chục năm. Đến cái phòng họp cực kỳ đơn giản, đến cái bộ bàn ghế, những trang thiết bị ở trong phòng. Trong phòng bác người ta nói chỉ có giàu nhất, nhiều nhất là sát thương. Tuy quyền cao chức đặc trọng, nhưng mà tình bạn, tình đồng chí, tình đồng đội không có bao giờ thay đổi. Đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không tìm thấy những cái gọi là cái mặt tiêu cực trong cái thực hiện cái phương châm cần kiệm liêm chính trí công vô tư của Đảng và nước ta. Mà không chỉ đồng chí đó, mà vợ đồng chí đó, Chí Mận, cũng như các con đều giữ được phẩm chất đạo đức. Do đó, tức là cái uy tín của Tổng Bí thư ngày càng tức là nâng cao. Để sống một cuộc đời thanh bạch, giản dị, khiêm nhường, điều đó thuộc về bản chất, nhưng phải được rèn luyện, tu dưỡng một cách thường xuyên để giữ được phẩm hạnh, đạo đức tốt đẹp. Điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn thực hành và nhắc nhở cán bộ đảng viên từ rất lâu. Ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ta thấy sự học tập và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức cũng như phong cách của người. Cái tấm gương sáng nó đặc biệt so với nhiều đồng chí khác là ở cái chỗ rất là giản dị, rất là xuất phát từ tấm lòng của đồng chí đối với cán bộ, đảng viên, với nhân dân, đối với đảng, đối với tổ quốc. Cho nên mỗi khi biểu hiện một giải quyết một cái việc gì, giống như giải quyết của người, thì đồng chí vận dụng cái việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác Hồ vào những cái việc đó. Chính cái giá trị ấy, hôm nay chúng ta học tập cái tấm gương của đồng chí Tổng Bí thư, thì chính là chúng ta cũng là đang đẩy mạnh, đang tích cực, đang vận dụng sáng tạo để học tập theo cái đạo đức Hồ Chí Minh. Trong bài viết Chức vụ và uy tín đăng trên tạp chí Cộng sản số 2 năm 1984, đồng chí Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định chức vụ càng cao thì uy tín càng lớn, và uy tín là sự phản ánh phẩm chất và năng lực của một người. Do đó, cần phải nỗ lực thực hiện cả hai yếu tố trên. Theo đồng chí, quan trọng nhất là sự gương mẫu đến mực thước về các mặt, đặc biệt là về mặt chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, có lối sống trong sạch, tận tụy, hy sinh vì tập thể. Nhờ nhận thức đúng đắn như vậy mà tự bản thân Tổng Bí thư luôn ý thức việc rèn luyện đạo đức và nêu gương dù ở vị trí, cương vị nào. Thực hiện những điều lớn lao một cách giản dị đã tạo ra một tấm gương đạo đức cách mạng đẹp đẽ và cao quý. Bác Hồ đã từng dạy rồi, chúng ta giản dị nhưng mà không sơ sài. Giản dị nhưng mà chân tình,
giản dị nhưng mà cốt cách, và giản dị nhưng mà làm nên được việc lớn. Thì đó chính là cái nó mới tạo nên sự cao quý. Cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháp trị và đức trị. Mà đức trị ở đây là gì? Dùng cái phẩm chất đạo đức của mình bằng những việc làm, bằng những hành động cụ thể để nêu gương. Làm cho gì? Cho cái sự lan tỏa ấy, nó thực chất hơn, ấy, nó đi vào chiều sâu hơn. Ngày hôm nay, những gì gắn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành lịch sử. Di sản của Tổng Bí thư vẫn còn đó cho đất nước, cho nhân dân. Những phẩm chất cao quý, tấm gương về đạo đức cách mạng thì còn mãi soi rọi cho cán bộ đảng viên và nhân dân học tập noi theo. Hình ảnh giản dị về người cộng sản kiên trung khiến chúng ta thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thêm đoàn kết xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.